Món signature ở đây là gà trứng sữa và xoa xíu. Có thêm một món là mấy nay là cũng đang món chạy là vịt quay. Xoa xíu này, vịt quay, tứ xuyên, vịt cơm sốt me. Những sốt đây thì tự nhà làm mà tự nhà nghiên cứu đó hết. Gà tươi hàng ngày. Vì một miếng gà mà muốn ngon là phải tươi. Mình khi mình chặt là nó không bị bở. Còn quán em thì sẽ là thịt ngon nhất của con heo. Vậy họ chơi em không nói được cái nguyên vật liệu đó. Có một số hương liệu của người Hoa và một số hương vị của người Thái. Nhà em cũng khoảng mất khoảng 2 năm mới tìm tòi ra được. Nhà em chọn là 3 loại cơm để nấu. Dai đó, có giòn đó. Và có một số một loại cơm nó sẽ làm cho nó sẽ sánh lại, nó béo thật cơm. Quán em thì quán cơm gà nướng sữa chuyên về gà và xa xíu. Món signature ở đây là gà nướng sữa và xa xíu. Có thêm một món là mấy nay là cũng đang bán chạy là vịt quay. Bán em bán từ 10 giờ 15, khoảng 10 giờ 15 tới 9 giờ tối. Nhưng mà chọn hết sớm thì em sẽ nghỉ sớm thôi. Quán em nằm tại địa chỉ 21 Quỳnh Đình Của, phường 19 Bình Thạnh. Giờ đến tới năm tới đây là 7 năm. Sao mà mình chọn, mình nghĩ cái món này là mình tự nghĩ ra hay là mình... Giỡn rồi, nhà cũng anh em ở nhà làm bếp không cũng được mấy năm kinh nghiệm hết rồi, cũng tìm tòi tìm hiểu xong rồi mới làm ra. Cái món signature của mình là gà nướng sữa, là cái sốt nó như thế nào? Giờ gà thì mình muốn mà gà ngon thì mình cũng phải có 3 bước, là mình chọn nguyên vật liệu tươi tươi rồi khâu chế biến, khâu ướp gia vị và chế biến là những khâu rất quan trọng. Còn gà nướng sữa là mình sẽ ướp sữa tươi, sữa đặc mình sẽ pha loãng ra. Mình sẽ số một số gia vị của đúng rồi đặc trưng của quán nữa, rồi mình sẽ ướp trong vòng một ngày. Ví dụ hôm nay ướp thì sáng mai mình sẽ đun nước, mình sẽ thấm gia vị trong sẽ thật ngon hơn. Ngoài cái nướng sữa ra thì mình còn có những loại sốt khác không? Xa xíu, vịt quay, tứ xuyên, vịt cơm sốt me. Những sốt đây thì tự nhà làm mà tự nhà nghiên cứu đó hết. Không có mua ở ngoài, cũng không có đặt cũng gì ở ngoài. Và đặc biệt là không có chất bảo quản, không có một phần quán cam kết gì. Gà tươi hàng ngày, gà tươi hàng ngày. Vì một miếng gà mà muốn ngon là phải tươi. Mình khi mình chặt là nó không bị bở. Rồi là nó tươi. Còn những quán khác đó, người ta dùng những cái gà như là dầu, người ta sẽ chiên qua dầu á, nó sẽ không có còn mùi đặc trưng của gà nữa. Đây là nướng nó sẽ còn mùi đặc trưng của gà. Này là mình sẽ nướng theo giờ nướng công nghiệp thôi chứ không thể là mình nướng than được. Đúng rồi, mình sẽ nướng bằng ga thôi, nướng bằng ga thôi. Mình nướng điện xong rồi sẽ nướng ga, mình sẽ nướng hai lần. Gà mình ướp cái sữa là ăn vô thì nó sẽ ra thì nó sẽ giòn. Sốt thịt của nó thì nó sẽ hơi dai dai và sau này nó sẽ có một cái độ ngọt, cái thanh cái vị cuối nó sẽ hơi ngọt ngọt xíu. Dạ đúng rồi, tất cả mọi thứ nha, từ nhà làm á. Những cái nguyên liệu thịt này thì cơ sẽ tùy vào quán người ta chọn, còn quán em thì sẽ là thịt ngon nhất của con heo. Vậy họ chơi em không nói được cái nguyên vật liệu đó. Dạ. Cái sốt xíu thì nó sẽ hơi có một số hương liệu của người Hoa và một số hương vị của người Thái, hai hương vị đó trộn vào thì nó sẽ ra. Còn có nguyên vật liệu nhà em cũng mất khoảng 2 năm mới tìm tòi ra được cái mới có lượng khách như thế này. Sốt này thì mình sẽ lấy từ nướng thịt của gà và xá xíu ra, mình sẽ làm lên, sẽ có ngọt, đúng rồi, mình pha lại nó sẽ ngọt, nó có mùi vị thơm của thịt để cho khách chấm gà. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái phần cơm của mình thì là mình sử dụng cơm sẽ có 3 loại gạo. Dạ. Sẽ có 3 loại gạo trộn vào sẽ nấu lên rồi mới sẽ có loại cơm khác nhau, ví dụ như có
dai đó, có giòn đó, và có cái bột súp, một cái loại cơm nó sẽ làm cho nó sẽ sánh lại, nó béo thật cơm. Nhà em trộn là ba loại cơm để nấu. Thì chị thấy cái gia vị cơm cũng khác chứ mọi người. Dạ đúng rồi, gia vị cơm làm khác. Nói chung là một số gia vị của người Hoa mà lai theo người Việt mình nó sẽ hơi thuận tiện. Cái hạt cơm có gì là nó khô chứ nó không phải là ướt. Dạ đúng rồi, tơi khô chứ em không phải là ướt. Giờ mình đánh nó lên, mình sẽ đốt cháy dầu đi. Trước khi mình bán là mình phải xào cơm nữa. Giống rồi, mình sẽ xào cơm nó xém lại hạt cơm rồi mới mình ăn được, chứ còn hạt cơm như thế này mà để không thì nó sẽ không ngon, giống như mình ăn cơm trắng bình thường, nó không có vị. Gà nước sữa thì 28.000 phần, xá xíu thì 30. Combo 2 món thì 50.000. Cái giá của mình, giá bình dân vậy nên lượng khách của mình là số. Chủ yếu là sinh viên và dân lao động là nhiều. Dạ bao gồm canh, canh cơm 28.000. Giờ em có khách là từ đời 27 tới giờ. Có nghe bạn đi làm xa rồi nhưng mà làm Tân Bình, Tân Phú vẫn chạy về đem cơm. Những bạn thanh niên thôi nha, chứ phụ nữ hạn không nổi, thanh niên thôi ăn được thay gì. Cái phần già của mình thì nó cũng vừa đủ ăn, có mấy bạn có thể ăn 2-3 miếng thôi. Nhưng mà ăn thì vừa, ăn thì no, ăn thêm miếng nữa thì sẽ no, hơi no. Sức ăn phải khỏe là ăn ứng quán em được. Mà mình khi công đại mình làm là cái phần là mình thấy cực nhất. Dạ, tất cả các làm ở đây mình làm bằng ở nhà, làm không phải công đoạn nào thì nó cũng cực hết, chị chưa khâu chuẩn bị sơ chế chế biến rồi tới ra cho khách rồi, công nào nó cũng cực hết, mình không thể làm cả ngày nên cũng thấy là cũng đúng. Mình có thể chia sẻ một ngày bán được tổng cỡ bao nhiêu phần không? Thì một ngày thì khoảng 700 phần, 700.